Vượt mặt Song Hikio, nữ hoàng bất động sản Jun Ji -huin lại chơi lớn tậu thêm tòa nhà ở khu siêu đất đỏ. Theo truyền thông, Jun Ji -huin mới mua một tòa nhà trị giá hơn 900 tỷ VND. Mới đây, truyền thông Hàn lại có dịp trầm trồ với sự giàu có sang chảnh của bà mẹ hai con Jun Ji -huin. Theo tiết lộ, mới đây Jun Ji -huin đã tậu thêm một tòa nhà tại phường Ngừng, quận Gangdong, Seoul với giá 50,5 tỷ côn khoảng 936 tỷ Việt Nam đồng. Được biết, tòa nhà của Jun Ji -huin mua được xây dựng vào tháng 2 năm 2019 bởi Amblet Asset Development một nhà phát triển bất động sản do tập đoàn AQ Inc và Hiệp hội Viện trợ quân sự đồng thành lập. Tòa nhà này có quy mô 3 tầng, tổng diện tích 5.098 m và được bán với giá 35 tỷ quân cho Ngân hàng Quốc Minh vào tháng 3 năm ngoái. Vào tháng 4, Jun Ji Hyun đã ký hợp đồng và hoàn tất việc đăng ký sở hữu trong vòng 3 tuần. Hiện tại, LG Bestock, một cửa hàng chuyên bán đồ điện tử của LG, đã ký hợp đồng thuê toàn bộ tòa nhà. Trong 10 năm với giá 600 triệu quân, 11,8 tỷ Việt Nam đồng, từ tháng 3 năm 2019. Jun Ji Hyun hiện tại là nữ hoàng bất động sản hàng đầu của Kit. Với sự nhanh nhạy của mình, các tòa nhà Jun Ji Hyun sở hữu đều ở những khu đất vàng. Được biết, chỉ riêng tại Seoul, Jun Ji Hyun đã sở hữu 4 bất động sản đất đỏ. Có thể kể tên khối tài sản bất động sản của Jun Ji Hyun như căn hộ Y Bắc Samsung ở Gang Nam Gu, căn hộ Y Bắc Samsung, Samsung Gu và trung tâm mua sắm ở Samsung dong Được biết, chỉ riêng 3 bất động sản thương mại mà Jun Ji Hyun sở hữu đã trị giá 88,8 tỷ quân tính theo giá mua. Nguồn, MK.